Elite Grammar in You, presented by Khải, Nguyên and Ngọc Anh in 2024. And today we will learn about unit 35, suit. A. Dùng suit để nói rằng một điều gì đó có thể xảy ra. A probability. Example, I should come home at the usual time. Có nghĩa là tôi phải về. Tôi có lẽ phải về đến nhà vào thời gian thường lệ. Ở đây, I should come home có nghĩa là tôi sẽ về nhà. Bạn có thể dùng should để nói rằng một điều gì đó có thể xảy ra. Auto cũng có thể được dùng với nghĩa này. Example, she's been studying very hard, so she should pass her examination. Có nghĩa là cô ấy đã học hành rất là chăm chỉ, cho nên cô ấy đã đậu qua được kỳ thi. B. If và suit. Example, if you see Tom this morning, can you tell him to phone me? Có nghĩa là nếu mà bạn nhận thấy Tom vào sáng nay, vào buổi sáng, bạn có thể nói ấy gọi cho tôi được không? C. Bạn có thể dùng suit sau các động từ dưới đây. Suggest, đề nghị. Propose, đề nghị. Recommend, giới thiệu. Insist, demand, là nài nỉ và yêu cầu. They insisted that we should have dinner with them. Có nghĩa là họ đã nài nỉ chúng tôi có thể có một buổi tối với họ. Hãy cẩn thận với động từ suggest. Bạn không được dùng to infinity động từ nguyên mẫu. Theo anh, chúng ta nên làm gì tiếp theo? D. Bạn có thể dùng suit sau các tính từ suggested dưới đây như important, essential, natural, interesting, vân vân. It's strange he should be late. Có nghĩa là nó thật là kỳ lạ mà ngáy lại đi trễ. Bài 35.1, đây là bài tập. The exercises. You have to use so to say that you think something will happen. Do you think Margaret will pass the examination? Well, she should pass the examination. She has studied very hard. Có nghĩa là bạn nghĩ Margaret có đậu được kỳ thi không? À, tôi nghĩ cô ấy có thể đậu được kỳ thi đấy. Cô ấy đã học hành rất là chăm chỉ. Câu 1. Do you think Jim will get the job he applied for? Well, he got on the necessary qualification. Có nghĩa, thì đáp án là well, he should get the job he got on the necessary qualification. Nhưng nghĩa câu này là bạn nghĩ Jim có thể tìm kiếm được công việc mà anh ấy đã nộp đơn cho. À, tôi nghĩ anh ấy có thể lấy được công việc đấy. Anh ấy đã có tất cả những bằng cần thiết. 2. Do you think Jim will win his tennis match again next term? Well, he a much better player than Tom. Thì đáp án là well. He's a much better player than Tom. Nghĩa câu này là bạn có nghĩ Jim sẽ thắng được trận đấu tennis đối với Tom không? À, tôi nghĩ anh ấy sẽ thắng. Anh ấy là một người chơi giỏi hơn Tom. 35.2. It is a side. You have to use it and suit. I don't suppose you will see Tom this evening, but if you see him, can you ask him to phone me? Nghĩa là tôi không đề nghị bạn có thể thấy Tom vào tối, buổi tối, nhưng nếu bạn thấy anh ấy, bạn có thể nói anh ấy gọi cho tôi được không? Câu 1. I don't think Anne will arrive before I get home, but look at her until I come. Vậy đáp án là before I get home, but if I should arrive, can you
look after her until I come. Thì nghĩa câu này là tôi không nghĩ rằng em sẽ tới nơi trước khi mà tôi về tới nhà, nhưng nếu mà cô ấy về tới nơi, bạn có thể chăm sóc cô ấy trước khi mà tôi về tới không? Câu 2. I don't think there will be any letter for me while I'm away, but can you send them on to this address? Thì có nghĩa đáp án câu này là I am away, but if there any, can you send them on to this address? Nghĩa câu này là tôi không nghĩ sẽ có một lá thư nào tới cho tôi khi mà tôi đang vắng. Nhưng nếu mà nếu còn bất kỳ lá thư nào, bạn có thể gửi chúng đến địa chỉ này không? 35.3. Now you have to write a sentence beginning in the way south, which means the same as the first sentence. I think it would be a good idea to see a specialist. The doctor said to me, the doctor recommended that I should see a specialist. Có nghĩa là tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn khi mà tôi gặp một chuyên gia. Bác sĩ đã nói điều đó với tôi. Bác sĩ đã giới thiệu tôi một chuyên gia. Câu 1. You really must stay a little longer, she said to me. She insisted that. Đáp án là she insisted that I should stay a little longer. Ý nghĩa câu này là bạn thực sự có thể ở đây, thực sự phải ở đây lâu hơn một chút. Cô ấy nói với tôi, cô ấy đã đài nỉ về điều đó nên tôi đã ở đây lâu hơn một chút. 35.4. This time you have to put soup in this sentence with one of these verbs. It's when that he should be late. Câu 1. Ý nghĩa câu example này là nó thật là kỳ lạ khi mà anh ấy đến trễ. Câu 1. It's funny that you .. I was going to say the same thing. Thì đáp án câu này là nó thật là buồn. Đáp án câu này là it's funny that you should say that I was going to say the same thing. Thì nghĩa câu này là nó thật là buồn cười khi mà bạn có thể nói được điều đó, tôi sẽ nói điều tương tự. Câu 2. It's only natural that parents .. about their children. Thì đáp án câu này là it's only natural that parents should worry about their children. Nghĩa câu này là việc cha mẹ lo lắng cho con cái là điều đương nhiên. Isn't typical of him that he .. without saying goodbye. Thì đáp án câu này là isn't typical of him that he should leave without saying goodbye. Thì nghĩa câu này là anh ấy không phải là một người điển hình khi mà anh ấy nên rời đi mà không nói một lời tạm biệt nào cả. Thì cảm ơn các bạn đã quan sát và lắng nghe bài học này. Xin tạm biệt.